Chào các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong phần tiếp theo của chuỗi bài hướng dẫn sử dụng Photoshop 2021. Qua rất nhiều hướng dẫn, chắc hẳn các bạn đã nắm được hầu hết các tính năng ở trong đây rồi ha. Vậy làm sao để chúng ta tăng giảm kích thước cho một bức ảnh? Hiện nay Photoshop 2021 có rất nhiều tính năng để chúng ta tăng giảm kích thước ảnh. Và một trong những tính năng quen thuộc nhất đó là chọn vào file, chọn vào image size ở đây để chúng ta tăng giảm kích thước. Bây giờ mình muốn thay đổi kích thước của bức ảnh này để đăng lên Facebook cho sắc nét nhất. Chúng ta chọn phần Resolution thành 72, bởi vì màn hình máy tính hiện nay chỉ hỗ trợ 72 điểm ảnh ở trên một inch thôi. Ok, ở cạnh dài nhất của bức ảnh chúng ta gõ là 2048. Và tất nhiên các bạn có thể gõ bất kỳ số nào cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của các bạn. Ở trong trường hợp này mình lấy ví dụ với Facebook thôi. Cạnh còn lại nó tự động tính theo cạnh dài. Nếu các bạn không muốn tự động tính thì có thể nhấp vào đây để bỏ cái đường link này đi. Ok, như các bạn thấy, ngay sau khi mình bỏ thì nó đã trở lại giá trị cũ rồi. Chúng ta nhập giá trị mới vào đây ha. Chúng ta nhập 2048. Và bên cạnh này các bạn nhớ để là pixel ha. Ok, như vậy là xong. Cuối cùng chúng ta chỉ việc nhấp vào ok như vậy là xong. Bức ảnh của chúng ta sẽ nhỏ xíu như vậy, thì chúng ta có thể nhấp vào phần fill screen như vậy. Ok, rất tuyệt đúng không các bạn? Các bạn thấy thay đổi kích thước ở trong Photoshop có dễ không? Đây là cách dễ nhất rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu các bạn có bất kỳ phần nào chưa hiểu, hãy bình luận ở phía dưới hướng dẫn này. Mình sẽ trả lời ngay khi có thể.